nơi này là lý tưởng nhất cho tới picture nè. Display này amazing for picture đó. Cái này là mình đang trên đường đi tới Spear đó. Cái quả cầu lớn thường lớn ở Las Vegas để mà coi cái show đó. Cái quả cầu này nó mới xây sau này nè. Thì giờ nó có bề ngoài thì nó đổi màu, đổi hình rất là nhiều. Ở trong nó là một cái sân khấu 4-5 tầng luôn, chứa khoảng hình như hơn 10.000 người để mà coi show đó. Yes, we are the pier sphere behind me now. The chain not a color right now. Just out the show, and we will go inside minutes later. Mama, no one can hear you. The check-in security đó. Everybody security, no food, no water. And the line so long, 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 long. That's why waiting. Look like go to airport. Security. What do we put on our phones? Okay, đây là bên trong của Big Spear. Nó trang trí và nó làm giống như là mình đang ở một cái hành tinh khác vậy đó. Cái mô hình của nó rất là lạ, nhìn hay lắm. Và đây là cái mô hình mới nữa là AI giống như người ta vậy đó. Nhưng mà ai muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.
AI sẽ trả lời hết. Hello, young human in the blue jackets. What is your question? What is your question? What a fascinating query. Am I a robot or am I AI? I believe I am both. I am highly intelligent due to my extremely advanced database and constantly changing algorithms. I learn quite a lot from you humans every day. For the rest of your experience at the Atrium. Hello, young human in white. What is your name? Ari. I am not actually fat or offended. Quite the contrary. I think I look pretty good, just the way I am. You are lovely, Ari. You have a lot of exposed mechanical fields. Hello, young human in the blue jackets. What is your question? What is your question? Are you actually an AI? What a fascinating query. Am I a robot or am I AI? I believe I am both. I am highly intelligent due to my extremely advanced database and constantly changing algorithms. I learn quite a lot from you humans every day. The rest of your experience at the Atrium. Hello, young human in white. What is your name? Ari. Ari, is this correct? And what is your question? What's your favorite color? My favorite color is blue, just like my eyes. What is your favorite color? Cái mô hình này á, rất là thông minh, hỏi cái gì cũng trả lời hết. Nó rất là thu hút với giới trẻ. Rồi trẻ đang đứng vòng vòng á, để mà hỏi, tại vì thấy nó cũng lạ. Và cái này là cái thời thế bây giờ đó, thì trong đây nó bắt kịp, thì nó show những cái mô hình cho giới trẻ để thích học, thử nghiệm. Thấy không? Thấy à, cái nó trang trí giống như là một cái thế giới khác vậy. Nhìn lạ lắm. Mà nó quay, nó làm cái trần của nó cao á, cho nên nó làm mình đang ở một cái nơi lạ, rất là lạ, và nhìn nó thích thú, khác lạ so với những cái sân khấu khác. Cái này giống như là cái hiện đại á, hiện đại hơn bây giờ. Ví dụ mình vô những cái sân khấu khác thì nó trang trí thì màu mè này nọ, còn cái này nó làm giống như một cái trí tuệ thông minh đại khái vậy đó. This demonstration is called the mod. And I'll go up to the top one. I don't know what level. And can I get you guys a hold one second for me? Ok, và cái show này thì nó chiếu cho mình coi những cái giống như là
mình thử để mà coi những cái hình ảnh, cái âm thanh của nó và cái giống như là cái về hình ảnh á. Và sao làm cho thị giác và thính giác của mình nó là cái dạng khác, thì nó chiếu những cái cảnh, những cái sinh hoạt mà trên thế giới hiện giờ đang xảy ra và đang nói tới những cái giống như là cái cuộc sống hàng ngày của những người dân trên thế giới bây giờ. Thì cái show này coi thì cũng lạ, thì coi một lần cho biết. And another line people get in, huh? Another line people get in there. No. And this one we will go out. People get in for the next show. For the next show over there. Ah, the corner. Another the corner. Bây đó mà đồng tiền gì near here see go near open the eyes. What looks like that? Trên nó là color đấy, orange.